Thầy xin chào tất cả các em học sinh đang theo dõi kênh Toán học Đam mê. Các em thân mến, trong video này thầy chia sẻ về hai định lý rất quan trọng nói về cực trị của hàm số. Định lý 1 được phát biểu như sau: cho hàm số y bằng fx liên tục trên khoảng AB và có đạo hàm trên các khoảng từ a đến x0 và từ x0 đến b. Khi đó ta có: nếu đạo hàm đổi dấu từ dương sang âm khi x đi qua điểm x0 thì hàm số đạt cực đại tại điểm x0. Và nếu đạo hàm của hàm số đổi dấu từ âm sang dương khi x đi qua điểm x0 thì hàm số đạt cực tiểu tại điểm x0. Tiếp theo, định lý 2 được phát biểu như sau: cho hàm số y bằng fx có đạo hàm trên khoảng AB chứa điểm x0 và nếu như đạo hàm tại điểm x0 bằng 0 và đạo hàm cấp 2 tại điểm x0 lớn hơn 0 thì hàm số đạt cực tiểu tại điểm x0. Tương tự, nếu đạo hàm tại điểm x0 bằng 0 và đạo hàm cấp 2 tại điểm x0 nhỏ hơn 0 thì hàm số đạt cực đại tại điểm x0. Nữa, thầy rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi video. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bấm chuông thông báo để theo dõi các video mới nhất từ kênh Toán học Đam mê. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.